Khùng thế thời, khùng lỗ ngoài giá. Hồi đời thượng cổ ngài cũng giả điên giả khùng đó, nhưng mà có ai mà qua được điên khùng này đó. Ngài là một vị mà Bồ Tát xuống thế, hoặc giả một vị Phật tái sanh để mà cứu đời. Cho nên vì vậy đó mà chữ khùng này đó là muốn nói lên một cái vị siêu phàm, không có ham phú quý vinh hoa, không ham của cải, không ham của thế gian đó. Thành ra mới lấy được cái danh hiệu và nói về cái chữ khùng này. Chữ khùng là đại diện cho sự bất nhiễm và một vị siêu phàm chứ không phải là thường đó. Nên mới có một cái danh từ gọi là khùng. Thì có ai mà sánh được Đức Phật Thích Ca, có ai sánh được Thái Tử Sĩ Được Ta? Nhưng mà Thái Tử Sĩ Được Ta mà người ta còn kêu là khùng, huống chi là Đức Thầy đây là một cái vị Phật, ngài tái sanh, nghĩa là ngài là giáo chủ, nhưng mà ngài cũng phải xưng khùng điên cũng như các vị Phật thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa Tấn Dũng cũng như tất cả đồng đạo kính mến, vừa qua hai câu hỏi của Tấn Dũng cũng như của Thành Hậu hỏi gì chứ, câu mà Đức Thầy viết là khùng đoán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Vậy khùng là ai? Còn âm dương kết liễu, âm dương là gì? Và khùng quyền cơ, mà quyền cơ là gì, đạo Thích Ca là ra sao, thưa quý vị. Đây thì hôm nay tôi cũng tóm tắt gọn về cái câu này. Khùng ở đây đó, danh từ khùng là gì á, từ xưa đến nay đó thì tất cả những cái tôn giáo, hoặc giả là tất cả những cái vị mà ra đời trước kia, cũng như là các vị mà hiện tại tu á, thì ai cũng muốn cái xưng danh cho mình nó thánh thần tiên gì đó, cho nó có một cái linh động và cho nó có một cái quý phái hay hoặc cao thượng. Nhưng mà tại sao Đức Thầy xưng khùng à? Bởi vì hồi xưa có cái câu chuyện mà Đức Thầy á, có người hỏi Đức Thầy vậy chứ tại sao có ở đây, là tôi nhắc lại cái câu chuyện mà ông này, ông ở Sài Gòn, ông xuống gặp Đức Thầy. Khi mà ông muốn quy y Đức Thầy thì ông nói có một điều á, thôi bây giờ tôi muốn quy y với ông, nhưng mà cái điều ông sửa lại cái chữ khùng đi. Bây giờ không lẽ tôi là học giả, là một cái người trí thức mà tôi đi quy y ông khùng thì thấy nó kỳ quá. Đó, cho nên là kêu Đức Thầy sửa lại cái tên nào khác đi. Đó, thì lúc bấy giờ Đức Thầy mới trả lời đó. Giờ tôi hỏi ông nè, giờ hỏi chứ Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày xưa đó bỏ cung vàng điện ngọc rồi ra đi, bỏ đền vàng cát ngọc, bỏ vợ đẹp con cưng ra đi vậy đó. Rồi cái ông Bà Đề Đạt Đa ông nói tần ơi, mà Thái tử Sĩ Đạt Ta này nó khùng điên gì đâu, đền vàng cát ngọc nữa là phú quý vinh hoa mà không hưởng, mà đi vô ngồi rừng sâu núi thẳm để mà chịu khổ như vậy, đúng là này nó khùng thiệt. Thành ra ngày xưa là coi Thái tử Sĩ Đạt Ta nói là này ông khùng, bỏ đền vàng cát ngọc. Còn Đức Thầy bây giờ á, sở dĩ tôi xưng khùng đó là tại vì ở đây đó tôi là không có nào là vợ đẹp con cưng, không có đền vàng cát ngọc, tất cả đều là tôi không có màng hết. Thành ra như vậy cái người mà không ham phú quý vinh hoa tiền bạc của cải, có phải người ta gọi là người khùng không? Ha, khùng mới không có ham mê. Hỏi chứ tiền của ai không ham mê, giàu sang phú quý vợ đẹp con cưng ai không ham. Mà bây giờ á, là ngài không có như Đức Thầy bây giờ, ngài không màng tới những việc đó thì có phải là khùng không? Đó, như vậy thì thôi, giờ ngoài ra cái người mà làm như vậy người ta cho là khùng đó. À, bây giờ ông có cái tên nào ông đặt cho tôi đi. À, thành ra cuối cùng ông này ông ngồi ông suy nghĩ cho đến cuối cùng ông nói thôi giờ ông lại thầy chứ không cần nữa. Bây giờ không có tên nào mà đổi được cái tên này hết trơn. Hỏi chưa có cái ông nào mà đổi được cái tên ông này, là cái ông mà nó không ham phú quý vinh hoa của cải tiền bạc, phú hữu tứ hải, không ham gì hết.
mà bây giờ ổng là người ta nói là ổng khùng, mà bây giờ cái ông ham thì đâu có còn gọi là người khùng đó, mà cái ông không ham này mới là cái ông mà siêu phàm. Như vậy thì giờ đặt cái tên gì nữa, giờ thì ra cuối cùng ông nói tên khùng này ông không có sửa được rồi, chỉ có ông quỳ lại thầy thôi, vậy xin quy y đó. Thành ra khùng ở đây đó, Đức Thầy muốn nhấn mạnh, muốn nói đến cái chỗ mà ở đời con người ta đó, nghĩa là hễ mà bước ra làm một việc gì đó, người ta thường xưng hô mình là thần thánh, mình là giám đốc, mình là một cái người có địa vị danh dự cao nha. Nhưng mà Đức Thầy đó để xưng khùng, để cho thấy con người ta, nhất là trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chính Đức Thầy còn xưng khùng, thì trong tín đồ của Ngài đó có hơn Đức Thầy không mà xưng ta là thầy, hay hoặc giả là ta là mà vị cao tăng, hay hoặc giả là một cái vị mà tu sĩ cao thượng, hay là một cái vị đại đức gì. Thành ra Đức Thầy còn xưng khùng, còn đệ tử của Ngài không lẽ hơn Ngài, xưng cái gì hơn Ngài nữa bây giờ. Cho nên Ngài xưng khùng để tỏ ra cái chỗ là cho mọi người đừng có ham mê mà xưng hô danh vọng, để mà tạo nên một cái tên tuổi của mình. Ngài thì không ham danh lợi, mà cũng không có ham những cái phú quý vinh hoa. Cho nên khùng ở đây là muốn xóa bỏ hết tất cả những cái sự tham luyến ham mê của cõi đời đó. Chứ còn nếu mà trên đời này á, cái người mà không khùng á, thì dĩ nhiên là nó ham phú quý vinh hoa tiền bạc của cải, chỉ có người khùng mới bỏ hết thôi đó. Cho nên không ai so sánh được. Như vậy thì cái người nào mà muốn như Đức Thầy á thì cũng phải như khùng như điên. Chứ còn nếu mà hơn mà không có giả mình như khùng như điên á, thì kể như là không có thể nào mà đi theo Đức Thầy đó, không thể mà tu mà làm theo lời Đức Thầy dạy được. Đức Thầy nó phải nhẫn nhịn chờ người cổ tích, Phật với trời phân định cho ta nhẫn nhẫn trăm phần, dầu khó nhẫn dạ thưa quan chức phận làm dân. Thành ra ở đây Đức Thầy dạy tín đồ là phải nhẫn, cũng như là không được mà xưng tên vỗ ngực mình là ông này ông nọ để mà người ta tôn vinh mình đó. Đức Thầy còn xưng khùng, huống chi mình là cái là tu được cỡ nào, mình là gì, đệ tử của Ngài, mình còn xưng mình là thần tiên nào đó. Thành ra vì vậy đó mà để cho mình biết cái tấm gương đó để mà noi theo. Thầy á là Phật mà còn xưng khùng, không màng đến cái danh. Còn mình ở đây á, mình cứ đem xưng hô ta là đại đức, ta là người này người kia như vậy. Cho nên đó là cái tấm gương cho tín đồ của Ngài đó. Còn nhắc lại ngày xưa thì Đức Thầy cũng có nói về cái đoạn là Đức Thầy nói là ta điên thở tam hoàng, khùng thế thời khùng lỗ ngoài giá. Hồi đời thượng cổ Ngài cũng giả điên giả khùng đó, nhưng mà có ai mà qua được điên khùng này đó. Ngài là một vị mà Bồ Tát xuống thế, hoặc giả một vị Phật tái sanh để mà cứu đời. Cho nên vì vậy đó mà chữ khùng này đó là muốn nói lên một cái vị siêu phàm, không có ham phú quý vinh hoa, không ham của cải, không ham của thế gian đó. Thành ra mới lấy được cái danh hiệu và nói về cái chữ khùng này. Chữ khùng là đại diện cho sự bất nhiễm và một vị siêu phàm, chứ không phải là thường đó. Nên mới có một cái danh từ gọi là khùng. Thì có ai mà sánh được Đức Phật Thích Ca, có ai sánh được Thái Tử Sĩ Được Ta, nhưng mà Thái Tử Sĩ Được Ta mà người ta còn kêu là khùng, huống chi là Đức Thầy đây là một cái vị Phật, Ngài tái sanh, nghĩa là Ngài là giáo chủ, nhưng mà Ngài cũng phải xưng khùng điên cũng như các vị Phật thôi. Thật ra Đức Thầy á, ở đây có nhiều người suy luận rằng Đức Thầy là Bồ Tát, là vị này vị kia vị Di Lặc rồi vân vân, chứ thật ra Đức Thầy là hiện thân của tất cả các chư Phật để mượn tay của Ngài mà viết ra quyển sấm giảng này đó, chứ không riêng là một vị nào đó. Thành ra Đức Thầy nói là các chư Phật từ nay lựa tiễn coi ai là đức hạnh hiền từ. Thành ra các chư Phật thì không riêng Đức Phật A Di Đà vẫn hiện thân để mà mượn cái tay Đức Thầy mà viết ra cái pháp môn tịnh độ tu về cõi cực lạc đó. Thành ra như vậy thì ở đây Đức Thầy không tuyệt đối là nói đến một vị nào, mà là các chư Phật cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Cho nên như vậy thì chính Đức Thầy đó là một cái vị Phật
À, mà vị Phật này đó, ở đây là chúng ta không thể đoán được một vị nào đâu, nhưng mà chúng ta biết được một vị nào đó viết ra một cái pháp tu nào đó thì mình vẫn nhận ra được. Chẳng hạn như Đức Phật A Di Đà thì ngài viết ra cái pháp tu về tịnh độ vãng sanh. Là quyển năm ha. À, còn đó là Đức Phật Thích Ca hoặc giả là các chư Phật khác thì các ngài viết ra cái pháp thiền, chẳng hạn như là Phật Thích Ca đó, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca, thì đây đó là trong các cái vị Phật này là viết ra quyển sấm giảng này, không riêng một vị Phật nào, thành ra cùng các vị Bồ Tát nữa, chẳng hạn như Văn Thù Bồ Tát Từ Bi Chè Thiền Bát Nhã Rước Thị Trần Gian, gió đưa lướt sóng buồm lon rước người tu niệm xê sang thủy tình, ngài cũng là hiện thân của Văn Thù Bồ Tát chứ không phải là riêng các vị Phật không. Cho nên ở đây đó chúng ta hiểu rằng đó Đức Thầy nói là khùng đoán biết âm dương kết liễu, ngài đã là có lục thông rồi, ngài là đoán biết được cái âm dương, là âm và dương. Âm ở đây là muốn nói đến cõi vô hình, mình muốn nói đến cái cõi cõi âm, cõi địa ngục, mà dương ở đây là muốn nói đến cõi hữu hình, đến nói đến cái cõi mà gọi là cõi tiên, hoặc giả là nói đến cái Ngọc Đế, gọi là cõi trời đó. Cho nên ngài đã biết được âm dương kết liễu, nghĩa là sống chết ra sao, ngày nào và thời gian nào nó sẽ còn và sẽ mất và kết thúc, cho nên ngài đoán biết được, cho nên ngài mới thố lộ ra tất cả những cái ngài tận diệt nhân gian lập tiên khoa. Ngài biết được cái ngài tận diệt của thế gian, biết được cái ngài lập tiên khoa, cái ngài mà thánh chúa ra đời, cái ngài mà cõi thượng nguyên trở lại, ngài đoán biết được tất cả những cái vận mạng của chúng sanh trong cái cõi ta bà này, cho nên gọi là khùng đoán biết âm dương kết liễu, cái ngài tận diệt và cái ngài được mà thành lập một cái cõi thần tiên đó, gọi là cõi thượng nguyên đó, là khùng đoán biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Quyền cơ ở đây là muốn nói đến đó, ngài đã thấu suốt được trời đất vạn hữu và tất cả sự sanh diệt và của mọi loài và mọi sanh diệt ở trên cái cõi đời này đó. Thành ra quyền cơ, ngoài ra cái quyền cơ về cái vận mạng và quyền cơ về thiên lý, mà quyền cơ về Phật pháp nữa, nghĩa là cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca, ngài thấu suốt tất cả những cái đường lối tu hành mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa đã truyền và đã thuyết ra các vị thánh tăng tu hành đắc đạo và giải thoát. Cho nên á, ngài đã thấu suốt tất cả những cái quyền cơ đó, mà đem cái quyền cơ đó để mà đem ra đây để dạy cho chúng ta tu hành, mà ngày nay đó là cái thi văn giáo lý của Đức Thầy. Thấu suốt tất cả những cái quyền cơ của giáo lý, nghĩa là quyền cơ của Phật pháp đó, là những cái phương pháp tu hành và chứng đắc đạo quả, những cái thâm diệu quyền sâu đó ngài đều thấu suốt hết. Ngài là thấu suốt cả cái đường lối tu hành và các cái phương pháp tu hành Đức Thích Ca ngày xưa dạy cho các vị thánh tăng mà tu chứng quả. Cho nên ngày nay ngài mới đem tất cả những cái quyền cơ đó, những cái giáo pháp tu chứng đó viết ra trên cái nguyên cái bộ sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ, để cho mọi người và cho tất cả chúng sanh, nói ở trong gọn đó là cho tín đồ Phật giáo hòa hảo rõ được những cái quyền cơ, nghĩa là những cái pháp tu chứng đắc của Đức Phật Thích Ca ngày xưa dạy cho các vị đại đệ tử đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được đó thì Đức Thầy đó không ngoài xưng là ta không quên ta là đệ tử trung thành Đức Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà ngài cũng cho biết là ngài là Tây Phương Cực Lạc cùng ngồi tòa sen, và ngài cũng là Kim Sơn Phật và ngài hóa thân của các chư Phật. Cho nên ở đây đó là mình muốn nói đến cái quyền cơ đó, của Phật pháp đó ngài đều thấu suốt hết tất cả, tại vì tất cả các chư Phật đều hợp thể để mượn tay của ngài viết ra quyển sấm giảng thi văn toàn bộ trong các pháp tu tùy trình độ căn cơ để cứu chúng sanh trong cái buổi hạ nguyên này. Cho nên các ngài hợp thể trong cái buổi hạ nguyên này, tại sao các ngài không tái sanh
như Thái tử Sĩ Đạt Ta để tu hành đắc đạo thành Phật, để cho chúng sanh biết là Ngài là thành Phật tại thế gian, là tại vì đời Hạ Quân Mạt Pháp nó đã sắp tàn và sắp hết rồi, không đủ cái thời gian để Ngài tái sanh nữa, mà các Ngài phải hiện thân để mà mượn cái xác trần nó đã đầy đủ cái, những cái cơ duyên để mà viết ra tất cả những cái phương pháp tu hành và quyền cơ Phật Pháp ở trong đó để hóa độ chúng sanh. Cho nên cái giáo lý của Ngài đó là tùy trình độ căn cơ, chứ không phải là theo cái trường lớp như là cái Phật giáo nguyên thủy, hay quả giả là cái đạo Phật là từ xưa đến nay. Thành ra cái đạo Phật giáo nó đặc biệt cái chỗ đó, người mà ngộ được cái pháp nào tu chứng cái quả đó, không tuyệt đối là phải tu theo từng lớp. Có người thì tại vì người ta không biết, có nhiều khi người ta nói đạo nhân chưa làm xong mà đòi thành tiên thành Phật, chứ thật ra thì tại vì trình độ căn cơ họ không thấu suốt thôi. Nếu mà cái người nào đó có căn duyên sâu rồi đó, nghe giáo pháp của Ngài rồi thì họ tu cái pháp đó cho đến khi chứng đắc thôi, chứ không có tuyệt đối là phải tu làm đạo nhân rồi là thần đạo thánh đạo tiên đạo Phật vân vân. Không phải là như vậy. Không phải là cái truyền thống của đạo Phật mà từ xưa đến nay Phật giáo nguyên thủy hay Nam Tông Bắc Tông không có đi theo cái truyền thống đó, mà các chư Phật đó là hợp thể để mà dùng cái pháp tu tùy căn cơ trình độ của chúng sanh trong buổi hạ nguyên này để dớt hết tất cả đó. Chẳng hạn như Ngài nói là gom nhành lá rụng dung trồng giống xưa, cái lá nó rụng rồi nhà Ngài vẫn là dùng cái phương pháp thấp nhất để mà dớt luôn cả cái lá rụng đó. Cho nên vì vậy đó mà cái pháp tu của Phật giáo Hòa Hảo là phương tiện cứu chúng sanh từ thấp đến cao, nhưng mà tùy trình độ căn cơ giác ngộ mà tu, không nhất định là phải xuất gia hay tại gia, không cần xuất gia hay tại gia, chỉ cần cái ngộ ngay pháp đó tu là chứng đắc. Hình thức thì không có còn là quan trọng nữa, mà quan trọng cái chỗ là cái người ngộ pháp tu đó. Cho nên bây giờ nó không quan trọng đến xuất gia hay đến tại gia, cho nên cái người ngộ được cái pháp tu nào đó thì người đó liền nhập giờ siêu phàm nhập thánh à. Chẳng hạn như cậu hai anh chị đơn giản hình thức tại gia, nhưng mà so với các vị mà nó gọi là tăng thống luôn cả Đạt Lai Lạt Ma mà vẫn cũng không so bì được với cậu hai anh chị, thì cho thấy rằng cậu hai anh chị ngang hàng với một bậc các bậc thánh tăng hồi xưa. Còn các vị mà tu theo Phật giáo Hòa Hảo ngày nay đó là tu theo các cái công hạnh phẩm hạnh tùy theo người trình độ căn cơ mà giác ngộ tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên ở đây chúng tôi không có so bì giữa hai tôn giáo đạo Phật từ xưa đến nay và một cái Phật giáo Hòa Hảo canh tân, nghĩa là đổi mới, không có so bì, mà tôi muốn nói đến cái đường lối của Phật giáo Hòa Hảo có cái cách thức tu hành nó khác biệt hơn tất cả các cái đường lối tu ngày xưa của các cái tôn giáo mà đã soạn ra và đã mà phổ truyền hồi từ xưa đến nay. Cho nên vì vậy đó thì Phật giáo Hòa Hảo á là nó có một cái điểm đặc biệt là cái người ngộ vào cái pháp tu thì họ thực hành pháp đó sẽ chứng đắc pháp đó liền, chứ không cần thiết là phải tu nhân rồi tu tiên. Hay là trong sách có câu dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bắt tu, tiên đạo diễn hỷ. Cái đó đó là theo cái nguồn cội của cái pháp tu từ xưa. Mà hôm nay đó, Ngài canh tân rồi, canh tân nghĩa là đổi mới cái phương pháp tu hành, không nhất thiết phải đi theo một cái truyền thống nữa, mà đi theo một cái hiện đại để mà siêu phàm nhập thánh trong một cái giáo lý của Ngài. Đó là một cái quan trọng. Cho nên ngày nay đó, về cái chỗ mà Đức Thầy nói là khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca, giáo lý của Ngài đủ cái quyền cơ Phật Pháp để mà mình nhận ngay vào chỗ đó giác ngộ và tu chứng. Chứ nó không phải đợi phải coi tất cả các nhiều kinh hay là nhiều sách, mà cái người nào đủ căn cơ trình độ mà ngộ được cái pháp đó thì nó sẽ khai mở được cái trí huệ. Mà Ngài nói cái điểm chính của cái sự tu đó là tâm thanh tịnh được thì phát huệ, chỉ cần phát huệ rồi đó là đủ rồi, đủ một cái công năng quyền diệu để mà làm bổn phận Phật Pháp, hoặc giả là để mà siêu phàm nhập thánh. Chỉ nói một cái điểm một thôi là tâm thanh tịnh được thì phát huệ thôi. Chỉ cần tu vào một cái thể tánh thanh tịnh,
phát khai trí huệ thờ rồi thì siêu phàm nhập thánh. Cho nên như vậy thì các pháp tu mặc dầu là phương tiện, nhưng phần chính là cái chỗ khai mở trí huệ. Cái người tu như cậu Hai Thanh Sĩ đã khai mở được cái trí huệ rồi thì ngài trở thành siêu phàm nhập thánh. Các cái vị tăng thống ở các nước trên thế giới còn không so bì nổi luôn cả Đạt Lai Lạt Ma. Cho nên như vậy thì thấy rằng ở đây là cái chính yếu của giáo lý Đức Thầy ở chỗ pháp tu, theo tôi nhận xét đó, là cái chỗ là thanh tịnh được thì phát huệ. Cái chỗ phát huệ là đủ công năng quyền diệu để siêu phàm nhập thánh rồi. Đó. Còn tất cả các pháp tu khác rất nhiều trong giáo lý Đức Thầy, mà Đức Thầy nói là trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Nghĩa là chỗ nào rất nhiều cái chỗ trọng yếu để mình giác ngộ mình tu. Mà cái căn cơ trình độ người nào có đủ khả năng nhập vào cái chỗ nào thì siêu phàm nhập thánh cái chỗ đó. À, như vậy thì giáo lý Đức Thầy mới có cái đặc biệt và siêu việt nó như vậy. Thì cái chỗ mà Tấn Dũng đã đưa cái câu mà khùng đoán biết âm dương kết liễu, tại vì ngài là Phật, ngài thấu suốt tất cả những cái âm dương và thay đổi vận mệnh và cái thời thế như thế nào biết hết. Cho nên á, ngài mà tùy trình độ căn cơ mà hiện thân xuống đây để mà hóa độ chúng sanh trong cái thời kỳ này, và dùng cái pháp tu đó là học Phật tu nhân để mà có một cái tùy duyên căn cơ trình độ mà tu. Còn thấu triệt quyền cơ đó, khùng đạo Thích Ca, ngài đã thấu suốt tất cả cái chân lý của Đức Phật Thích Ca đã dạy cho các bậc thánh tăng tu chứng đạo. Thành ra cái quyền cơ ngài đã thấu suốt rồi, ngài đem ra ngài dạy trong cái quyển Thi Văn toàn bộ này đã đủ hết những cái mà cái quyền cơ mà Đức Phật ngày xưa đã trao cho các vị thánh tăng. Nếu chúng ta có căn duyên mà hòa hợp và giác ngộ được sẽ siêu phàm nhập thánh. Đó là một cái ý nghĩa trong cái chỗ mà hai câu giảng và Tướng Dũng đã đưa. Dạ, chúng tôi có thể dẫn chứng thêm vấn đề mà đón biết âm dương kết liễu là như thế nào chúng tôi nghe. Âm dương kết liễu đây đó là ngài đã biết được đó là cái âm dương, âm và dương, nghĩa là vào cái cõi âm và cõi dương nó sẽ cái ngày tận diệt, kết liễu là tận diệt đó. Và cái ngày mà nó tồn tại, cái tồn, cái vong, nghĩa là cái mất, cái còn của cái cõi âm và cõi dương. Cõi âm đó là muốn nói đến ngày, nói đến cái ngày hội Long Hoa tới ngày Thượng Nguyên Thánh Đức rồi đó, thì không còn cái địa ngục nữa. Nó tới cõi Thượng Nguyên Thánh Đức đó, thì nó không còn những cái con vật nào nó có hại cho chúng sanh nữa. Đó, thì đó là dương. Về đây là cái cõi âm dương giữa cõi người và một cái cõi âm, cõi vô hình và hữu hình. Nghĩa là cái ngày mà tiêu diệt, tận diệt và cái ngày sanh. Đó, thành ra ngài đã thấu triệt hết tất cả những cái điều đó. Ví dụ như ngài biết á, cái cõi vô hình là nó tận diệt cái ngày nào. À, cõi hữu hình tận diệt ngày nào, ngài thấu suốt hết. Ngày xưa đó Khổng Tử ngài tri bá niên tiền, tri bá niên hậu, trước biết trước trăm năm sau trăm năm mà ngài còn đoán được cái âm dương kết liễu. Huống chi ngày nay Đức Thầy là Phật, là ngài có lục thông rồi đó, thì ngài vẫn thấu suốt hết tất cả những âm dương. Thành ra Đức Thầy nói là cõi âm ngài cũng đi vào cõi âm và những vài ngài cũng vào cõi dương. À, từ nay cách trở xa ngàn đó, hay hoặc giả là âm dương cách trở xa xôi. À, thành ra Đức Thầy những cái giai đoạn ngài cũng đi vào cõi âm, mà những cái giai đoạn ngài cũng vào cõi dương. Thành ra giữa âm dương ngài đều thấu hết. Thành ra cái kết liễu đó là muốn nói đến cái ngày tận diệt và cái ngày tiêu diệt và cái ngày nó không phải là cái ngày lập hội Long Hoa không chứ thầy hả? Âm dương kết liễu là thay đổi cái lý tâm nguyên, thay đổi cái nó gọi là cái vận mệnh của con người, thay đổi cái nguyên từ nguyên hạ đến nguyên thượng đó, nó gọi là thay đổi. Kết liễu ở đây là nó thay đổi vận mệnh của cõi âm và dương đó. Ngài thấu suốt những cái chỗ đó, ngài vẫn biết là cái ngày mà cõi âm nó tận diệt
và cái cõi dương nó sẽ thành hình. Thành ra ngài muốn mới mới có cái mà tiên tri về cái hội Long Hoa, tiên tri về ngày sau có Thánh Chúa ra đời, tiên tri rằng ngày sau có Phật Di Lặc là làm giáo chủ đó. Tiên tri về ngày sau này đó là Phật Dương chỉ chúng đó. Đó là ngài tiên tri biết được tất cả những cái cõi dương sau này đó thì nó sẽ có cái thành hình vậy. Còn âm là ngài đã biết trong tất cả những cái vô hình, nghĩa là những cái mà nó không có những cái hiện tướng đó. Chẳng hạn cõi âm mà mình nói nó nôm na có hai cái ý nghĩa cõi âm. Một, cõi âm là cõi vô hình. Hai, cõi âm là cái cõi địa ngục. À, cõi địa ngục là cõi âm. À, còn cõi vô hình tất nhiên là nó không có hình tướng. Chẳng hạn như giữa cái người ta nói giữa người và ma khác nhau, âm dương nó khác nhau. Ngài đã thấu được cái âm mà thấu được cái dương, thành ra biết được tất cả những cái cõi âm như thế nào đó, cái sự luân chuyển, cái sự sanh diệt của cõi âm ra sao, ngài đều thấu triệt biết hết đó. Cõi âm nó có cái sự sanh diệt của cõi âm, cõi dương có sự sanh diệt của cõi dương, thành ra âm dương đều ngài biết thấu triệt hết những cái sự sanh diệt của âm và sanh diệt của dương hết đó. Con người sống và chết ngài biết, và tái sanh và chết và tái sanh ngài vẫn thấu triệt, ngài vẫn biết luôn. Cho nên khùng đoán biết âm dương kết liễu, ngài biết được tất cả những sự sanh diệt của cõi âm và sanh diệt của cõi dương, cho nên ngài mới đoán cái thiên cơ cho mình biết đó. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn đó. Đó, cho nên đó đó là cái ý nghĩa của chữ âm dương kết liễu. Dạ, cảm ơn chú Tư đã chia sẻ một cái đề tài khùng đón biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ, khùng đạo Thích Ca. Và kính chúc cho chú Tư luôn luôn dồi dào sức khỏe và thanh tâm an lạc. Và Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Xin kính chào quý vị.